thì hồi nãy là chiếc xe đầu tiên bị đổ đóng keo rồi nè, 5-6 tấn rồi nè, về dốc trời nè. Bây giờ còn chiếc xe thứ hai nè, xe ra về phải kiếm cái đường đường tắt nè. Bây giờ đang đang kéo dây từ nè. Xe thứ nhì tiếp tục về di chuyển lên dốc các bạn ơi. Đấy. Tời đây. Cái chỉ lấy quay xe đi tập đấy ta tập mà quay phía đầu tiếp tục tới đó các bạn ơi.
Cái đường này là đường cũ này. Bây giờ xe bên kia đổ đổ hết một đống keo rồi lên dốc trời, bây giờ phải đi đường tắt nè. Bạn xem đường cũ rồi, thì xe đi yên đường chiến trường rồi. Đi đường chiến trường. Xin gốc kèo quá trời coi. Nếu mà xe mình đuôi thức lên là hắt kèo nó. Hắt luôn. Ừ. Được rồi, anh em lo cái đội kèo. Giống như đi đường rừng quá hì. Nèm tiếp tục tới nữa. Nèm tiếp tục tới nữa vui. Vin còn có 2/8 trong hết luôn. Ấy đường chiến trường hồi trước á, ấy đi đi. Ôi, tuột mất giấy tờ nữa rồi. Tuột luôn giấy tờ được. Tiếp tục xe tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục tới đây nữa. Em mượn máy đi, em bấm cái số cọt á. Cho em mượn cái điện thoại tí. Mượn nó bấm số kia đi, nó cắt cái nữa. Đó đó. Mới luôn. Mới thôi. Oh.
chiếc xe thứ hai này, xe thứ nhất là đổ rồi, giờ thứ hai còn chiếc xe thứ ba nữa này, đó thì khó luôn kìa. Chạy đường rừng á. Xe kìa mấy đậm nữa kìa. Tiếp tục cái đoạn này tới nữa này. Quá khỏe. Mấy bữa trước không đi đường đi không khỏe thôi. Cái bữa nãy mà. Hả? À. Đúng rồi. Ôi. Ôi. À, mẹ ăn đũa bắt ngông sao rồi. Quay đầu lại sau ta.
khăn nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.